Nếu mà bạn muốn thay đổi cân nặng, khi nhìn thấy một người khác với cân nặng hoàn hảo mà bạn mong muốn, thì đó chính là gợi ý ma thuật từ vũ trụ biết ơn cho cân nặng. Nhớ giúp em ha, con người thì mới có khả năng có quyền tự do ý chí và có khả năng để mà chúng ta có thể chủ đích tạo ra những cái hành động tốt cho cái tương lai của mình. Được không các anh chị? Vì vậy nên là chúng ta hãy tận dụng tối đa một cái đặc quyền, một cái quyền năng của con người đó là gì? Thông qua những cái gợi ý ma thuật của vũ trụ thì hãy biết ơn cho những thứ mà chúng ta đang có. Và vũ trụ biết rằng là bạn phải cảm thấy biết ơn để tạo ra ước mơ cho bạn. Cho nên nó đóng một vai trò của mình trong trò chơi bằng cách là cho bạn những gợi ý cá nhân để nhắc nhở bạn trở nên biết ơn. Vũ trụ dùng những con người, hoàn cảnh, sự kiện xung quanh của mỗi ngày như là những gợi ý ma thuật để chúng ta trở nên biết ơn tất cả mọi thứ đến trong cuộc sống của chúng ta. Và vũ trụ gửi cho chúng ta thông qua cái gì? Con người này, hoàn cảnh này, sự kiện này, để cho các anh chị có được điều đó. Và bạn thay đổi cấu trúc thông tin như thế nào? Nếu mà bạn nghe một tiếng còi hú của xe cấp cứu thì vũ trụ gợi ý cho các anh chị là hãy biết ơn sức khỏe hoàn hảo của chúng ta. Chúng ta không bị sợ, chúng ta không bị phán xét, chúng ta không bị tiêu cực, mà ngay lúc đó chúng ta thực hiện cái lòng biết ơn cho sức khỏe hoàn hảo của chúng ta. Nếu bạn thấy một chiếc xe cảnh sát thì gợi ý ma thuật của bạn là hãy biết ơn cho sự an toàn và an ninh của chính mình. Nếu ai đó đọc một tờ báo, đó chính là gợi ý ma thuật để biết ơn cho một tin tức tốt lành đối với cuộc sống của chúng ta. Nếu mà bạn muốn thay đổi cân nặng, khi nhìn thấy một người khác với cân nặng hoàn hảo mà bạn mong muốn, thì đó chính là gợi ý ma thuật từ vũ trụ biết ơn cho cân nặng hoàn hảo của bạn. Và con người của chúng ta có một cái đặc quyền duy nhất trên hành tinh này mà những sinh vật khác không có, đó là quyền tự do ý chí. Con chó nó không thể nào nó có thể có quyền tự do ý chí rằng là nó nhìn thấy một cái điều gì đó và nó cầu mong những điều tốt đẹp cho nó được. Nhớ giúp em ha, con người thì mới có khả năng có quyền tự do ý chí và có khả năng để mà chúng ta có thể chủ đích tạo ra những cái hành động tốt cho cái tương lai của mình. Được không các anh chị? Vì vậy nên là chúng ta hãy tận dụng tối đa một cái đặc quyền, một cái quyền năng của con người đó là gì? Thông qua những cái gợi ý ma thuật của vũ trụ thì hãy biết ơn cho những thứ mà chúng ta đang có. Và quy luật của vũ trụ nói với chúng ta rằng chúng ta càng biết ơn thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, giàu có hơn. Đó. Và nếu mà chúng ta muốn có một người bạn đời lãng mạn thì khi bạn nhìn thấy một cặp yêu nhau điên cuồng thì đó chính là gợi ý ma thuật của bạn để biết ơn cho người bạn đời hoàn hảo của chúng ta. Nếu mà bạn muốn lập gia đình, khi bạn thấy những em bé và trẻ em, hãy nhận lấy gợi ý ma thuật của chúng ta, đó là biết ơn cho trẻ em. Và khi chúng ta đi ngang qua một cái cây máy ngân hàng hay là máy ATM thì đó chính là gợi ý ma thuật để cho bạn biết ơn sự dồi dào của tiền bạc. Khi bạn về nhà thì đó là gợi ý ma thuật để cho bạn biết ơn ngôi nhà của mình. Và khi một người hàng xóm đến chơi để uống một ly cà phê hay là vẫy chào họ trên đường, hãy gợi ý ma thuật là biết ơn cho những người hàng xóm của bạn. Khi mà chúng ta cái bất kỳ một cái điều gì trong tầm của chúng ta, bởi vì mắt của chúng ta nhìn trong một cái tầng sóng, mức độ tầng sóng rất là giới hạn. Chúng ta không có thể nào rõ như mắt của con mèo để nó nhìn vào ban đêm. Chúng ta cái cảm giác của chúng ta, cảm nhận lắng nghe của chúng ta, nó không có tinh bằng cái âm thanh của con cá heo. Chúng ta không thính bằng các loài chó. Chúng ta không cảm nhận tốt bằng cái radar của loài dơi. Và mắt và tai của chúng ta được nhìn trong một cái khoảng rất là ngắn. Vì vậy nên là trong cái gì trong tầm mắt của chúng ta thì chúng ta hãy tìm một cái lý do để chúng ta
chạm vào nó để chúng ta hóa được vàng cho cuộc sống của chúng ta, là chúng ta tìm lý do để chúng ta biết ơn cho tất cả những gì mà chúng ta gặp trên trên vũ trụ này. Nhìn một cái cây xanh thì chúng ta biết ơn cho có một cái làn không khí trong lành và tinh khiết. Nhìn vào một ly nước thì biết ơn cho làn nước trong mát để nuôi sống chúng ta, đúng không ạ? Nhìn một cái máy tính thì biết ơn cho sự đủ đầy và phát triển cho công việc của mình. Nhìn một người già thì biết ơn cho sức khỏe, bố mẹ mình vẫn còn đang rất khỏe. Đi qua một đám tang thì biết ơn cho mình vẫn còn sự sống. Đi qua những ngày mưa thì biết ơn là mình đã có một cái không khí rất là tuyệt vời, không giống như những cái nơi hạn hán ở trên thế giới. Đi qua một đứa trẻ thì biết ơn cho một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Đi qua một cái đám cưới chẳng hạn thì biết ơn cho người bạn đời hoàn hảo của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta đang thay đổi cấu trúc bên trong để chúng ta biến trì thành vàng, đúng không ạ? Trước đây cũng sự kiện đó và chúng ta phàn nàn, đổ lỗi, oán trách. Đó là cấu trúc bên trong, nó khiến cho chúng ta nghèo khổ, nó khiến cho chúng ta cái tầng sống luôn chúng ta rất thấp và chúng ta bất an. Còn bây giờ cũng sự kiện đó, chúng ta có quyền tự do ý chí, bởi vì đó là một thông điệp vũ trụ gửi đến cho chúng ta, đúng không ạ? Cùng đi trên hai con đường, đúng không ạ? Một người á thì cảm thấy là đường mệt quá hay là đi về, còn một người cũng đi con đường đó, nhưng mà đường mệt thì họ lại cho mình cái lý do là gì? Để cho mình nỗ lực cố gắng hơn, đúng không ạ? Đó là quyền tự do của mỗi người. Vì vậy nên chỉ có con đường chạm tay vào hóa vàng, đó là cách mà chúng ta thay đổi cấu trúc thông tin từ phàn nàn thành biết ơn, từ vô ơn thành cảm kích, từ oán hận sang bao dung, từ trách móc thì sang yêu thương và nâng đỡ và che chở. Đó là con đường chúng ta thay đổi cấu trúc bên trong của chúng ta. Nếu mà bạn đột nhiên thấy một trong những mong ước vật chất của bạn trong danh sách như là ngôi nhà, ô tô, xe máy, đôi giày hay máy tính trong mơ, tất nhiên đó chính là gợi ý ma thuật của vũ trụ để bạn biết ơn cho mong ước của bạn ngay bây giờ. Ví dụ như chúng ta lướt ở trên Facebook rồi chẳng hạn, chúng thấy có một cái ngôi nhà, mình chỉ lướt vậy thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta hiểu được và chúng ta quan tâm tới các sự kiện, hoàn cảnh hay là những con người, và đó là những cái gợi ý của ma thuật để giúp cho bạn biết ơn, bởi vì mong ước của bạn đang sắp trở thành sự thật thông qua việc là bạn sẽ thực hành lòng biết ơn, và bạn không còn thời gian để bạn phàn nàn, không còn thời gian để oán trách, không còn thời gian để mà mình phán xét lẫn ai, bởi vì mình ở trong tràn ngập của tình yêu thương và lòng biết ơn. Và khi bạn bắt đầu một ngày mới và nói với ai đó rằng chào buổi sáng, thì bạn đang nhận được gợi ý ma thuật là biết ơn cho một buổi sáng tốt lành, cho một ngày hoàn hảo, cho một ngày công việc hiệu quả, cho những cái hợp đồng tốt đang chạm đến chúng ta. Nếu mà bạn đi ngang qua một người đang thực sự hạnh phúc, thì đó là gợi ý phúc màu để chúng ta biết ơn cho cái hạnh phúc của chúng ta. Chứ chúng ta sẽ không nhìn vào đó để chúng ta cảm thấy tủi thân và tủi hổ. Và cảm giác tủi thân thì nó sẽ kèm theo một cái tầng sống rung là tủi thân, được chưa? Vì vậy nên là bạn hãy cảm nhận đó là một cái gợi ý. Và bạn, Nguyên Phụng nhắc đi nhắc lại là bạn có càng có quyền tự do ý chí thì bạn càng hạnh phúc và bạn càng chạm tay đến giấc mơ của bạn. Và nếu mà bạn tình cờ nghe một người nào khác nói cảm ơn bất cứ tại đâu, bất cứ lúc nào, thì đó là một cái gợi ý ma thuật để bạn nói lời cảm ơn và thực hành lòng biết ơn cấp độ 3 và nâng cao tần sóng rung động nội tâm. Đó là một thông điệp của vũ trụ. Nếu ai đó mà họ cứ quan sát xung quanh họ những cái dấu hiệu, thì họ sẽ được mở ra rất nhiều những cái mật mã và những cái dấu hiệu khác, đúng không ạ? Hay là đơn giản như thế này, chúng ta quyết định hợp tác với một người nào đó, bên trong của chúng ta có những cái sự kháng cự nhất định, thì chúng ta biết đó là một sự dấu hiệu của một cái sự hợp tác khó mà hoàn thành. Nhưng mà bên trong của chúng ta cũng phớt lờ qua điều đó, đúng không ạ? Nên các anh chị để cho Nguyên Phụng là cái trực giác đầu tiên của chúng ta là cái trực giác cực kỳ chính xác,
lúc đó là nó dựa trên những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, và nó là trực giác vận hành. Còn một lúc nào đó khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tính toán, canh đo đong đếm là chúng ta đã đưa lý trí vào rồi. Được không các anh chị? Vì vậy nên là hãy lắng nghe trực giác của mình và quan sát những cái dấu hiệu xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và nếu mà anh chị làm được điều này, đi đâu các anh chị cũng có thể thực hành lòng biết ơn. Và đây là công thức để chúng ta thay đổi cấu trúc bên trong của chúng ta.